sẽ có những lúc trái tim ta buồn, sẽ có những khi cuộc đời chẳng vui nữa. Người ơi buồn chi để ta làm bấy, hãy đi đây để người yêu đêm này. Sẽ có những lúc trái tim ta buồn, sẽ có những khi cuộc đời chẳng vui nữa. Người ơi buồn chi để ta làm bấy, hãy đi đây để người yêu đêm này. Hãy cất bước để người yêu đêm này. Biểu diễn rực lửa của ca sĩ Hà Nhi. Cảm ơn các bạn model, các bạn người mẫu trong phần trình diễn cùng đồng hồ Casio. Và đặc biệt cảm ơn Hoa hậu môi trường Nguyễn Thanh Hà và Nikolai Đình. Xin mời Nikolai và Thanh Hà có thể nán lại sân khấu một chút được không? Hôm nay các bạn rất kiều diễm, còn Nikolai thì cực kỳ nam tính. Trinh thấy là trên tay của cả hai bạn đều có một điểm chung, đó là điểm nhấn đặc biệt đến từ Casio. Không biết là ngay lúc này á, Nikolai đang cảm thấy như thế nào và đang muốn gửi lời chúc gì đến một dịp rất quan trọng của tập đoàn Bitex. Lần đầu tiên thì Nikolai xin chào tất cả các quý đại biểu và tất cả mọi người đang ngồi ở bàn ăn ngày hôm nay ạ. Hôm nay là lần đầu tiên sau 3 năm trời là mình đã quay trở lại với sàn diễn Catwalk. Thì đây là thật sự là một cái ngày rất là vui đối với bản thân Nikolai. Và nhân tiện đây thì Nikolai xin chúc Bitex mình là sẽ luôn luôn thành công hơn nữa và sẽ tỏa sáng trên con đường rực rỡ của mình. Nikolai, bạn có quan trọng đến phụ kiện không? Và bạn nghĩ thời gian quan trọng đến phái mạnh như thế nào? Và làm sao để thể hiện được điều đó? Theo Nikolai nhá, thì một người đàn ông là trên tay luôn luôn phải có một cái đồng hồ. Khi mà Nikolai đi tập thể thao với lại cùng với lại bạn bè, hoặc là đi chơi, hoặc là đi bất kỳ một tham dự bất kỳ một cái event nào đấy, thì Nikolai luôn luôn đeo trên tay mình một cái đồng hồ, và chắc chắn nó sẽ là G-Shock Casio rồi, tại vì nó thể hiện được cái sự năng động và cái sự trẻ trung của bản thân mình lên. Cảm ơn Nam Vương Nikolai, hãy dành cho bạn ấy một tràng pháo tay được không ạ? Tuy là 3 năm vắng bóng trên sàn diễn Catwalk nhưng lúc nào cũng phong độ, bản lĩnh và tự tin. Câu hỏi lúc nãy em hỏi bất chợt, giống như hỏi ứng xử gì đó, mà bạn ấy sẵn sàng được ụp vương miện đăng quang luôn. Rất tuyệt vời, cảm ơn bạn nha. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Nam Vương Nikolai Đinh. Và thưa quý vị, đứng cạnh anh Quân vào giờ phút này đó chính là một cô gái rất là xinh xắn, rất là dễ thương, tài năng và là một gương mặt rất là tỏa sáng, đó chính là Hoa hậu Môi trường Việt Nam Nguyễn Thanh Hà. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay cho Hoa hậu Môi trường Việt Nam Nguyễn Thanh Hà được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đến đây thì Thanh Hà cùng với Nikolai Đinh, cùng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ và các bạn người mẫu vũ công cũng đã cùng với chúng tôi hòa vào một không khí rất là tưng bừng và náo nhiệt của ngày hội ngày hôm nay của Bitex. Và bản thân Thanh Hà thì quân thấy trên tay của bạn cũng đã đeo một chiếc đồng hồ của Casio. Và quý vị cũng biết rằng là với Casio thì có những cái ưu điểm và những cái tính năng mà chúng ta rất là quen thuộc, đó chính là chống sốc, đúng không ạ? Và bên cạnh đó là rơi rớt thì không bể. Thì bên cạnh những cái tính năng cơ bản đó của Casio thì không biết là với Thanh Hà có thường xuyên đeo đồng hồ hay không, và bạn có cảm nhận điều gì với cái dòng sản phẩm của Casio ạ? Xin mời Thanh Hà. Dạ, bản thân em thì là một người rất là thích thể thao và hay đi ra ngoài làm những cái vận động mạnh, cho nên việc tìm một cái đồng hồ mà có thể vừa mang máy tính thể thao và có thể vừa có chức năng chống sốc thì Casio là một cái đối tượng đồng hồ em không thể bỏ qua. Và các bạn team đồng hồ thể thao, các bạn cũng đừng nên bỏ lỡ chiếc đồng hồ này nha. Em xin cảm ơn.
Cảm ơn Thanh Hà rất nhiều. Và không biết rằng là trong buổi tối ngày hôm nay thì em có thể chia sẻ một chút xíu cảm xúc của mình dành cho BTEX và lời chúc cho BTEX hay không ạ? Em xin chúc BTEX sẽ ngày càng thành công và phát triển hơn trên con đường của mình. Và xin chúc mọi người sẽ ngày càng tiến bộ hơn và phát triển ra những cái loại đồng hồ khiến cho trẻ em cũng như là học sinh có thể sử dụng nó khi mà đến trường, hoặc là những cái bạn có thể sử dụng nó đi mà đi thể thao. Em xin cảm ơn. Chúng tôi sẽ ghi nhận tất cả những đóng góp này và những nguyện ước của bạn gửi đến cho Anque Watch, là đơn vị phân phối Casio tại Việt Nam. Và đây là những mẫu đồng hồ rất trẻ trung, hiện đại, chất lượng và đa dạng, phong phú về mẫu mã. Hy vọng rằng sẽ luôn đáp ứng được không chỉ là giới yêu thời trang, đặc biệt là những bạn nam phong độ có yêu cầu cao về diện mạo, về phong cách, thần thái tự tin như là Nicolai Đinh, một nam vương rất nhiều những thành công, và đặc biệt là bạn Nguyễn Thanh Hà. Hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn đã có thật nhiều niềm vui khi đến với buổi tiệc đặc biệt này. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Xin chúc các bạn thật nhiều thành công sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ Thu xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân khấu của chúng ta và cùng tiếp tục hâm nóng không khí của âm nhạc với sự trở lại của nữ ca sĩ Hà Nhi.